Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn nghe tiếp chuyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 156, ta muốn giết Minh An. Thẩm Diệu hỏi, ngươi sẽ xử lý công chúa Minh An và tạ trường võ như thế nào? Tuy nàng luôn nhắc nhở bản thân đừng tò mò chuyện của tạ cảnh hành, nhưng khi cứu nàng ra hắn mang theo thi thể tạ trường triều làm nàng vô cùng nghi hoặc, ngươi định giết tạ trường võ không thì chờ hắn tính kế sau lưng ta à tạ cảnh hành hỏi lại thẩm diệu trợn mắt tạ trường võ có đủ khả năng tính kế hắn sao đừng nói hiện tại hắn mang danh phận duệ vương lúc trước khi hắn là tiểu hầu gia thì anh em tạ trường võ cũng phải lép vế trước mặt hắn mưu kế thâm sâu như phương thị mà vẫn thành thật để tạ cảnh hành cùng vọng nhiều năm thật ra ngươi không cần giết hắn kể cả tạ trường triều cũng vậy thẩm diệu nói nếu phủ lâm an hầu liên tiếp chịu tang, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua, như vậy ngươi sẽ gặp phiền phức. Tạ cảnh hành lạnh lùng nói, có giết bọn chúng hay không chỉ cần ta nói một tiếng. Bỗng nhiên hắn nhìn thầm diệu, ngả ngớn cười nói, ý thức đồng minh trỗi dậy à. Thế nào, lo lắng cho ta. Dung mạo hắn hiện giờ so với hai năm trước càng thêm xuất sắc, bày ra vẻ mặt như vậy khiến người ta mê muội. Thẩm Diệu rời ánh mắt, nói, ta sợ ngươi liên lụy ta. Tạ cảnh hành cười nhạo một tiếng, không cần sợ, ta có biện pháp bảo vệ ngươi, cũng có thể tự bảo vệ mình, không tạo thêm phiền phức cho ngươi. Thẩm diệu cảm thấy kỳ quái, lời tạ cảnh hành vừa nói dường như ám chỉ ai đó, nhưng ở đây chỉ có hai người, nàng cho rằng bản thân nghĩ nhiều, duệ vương điện hạ tất nhiên thần thông quảng đại. Tạ cảnh hành lười biếng nói, cũng còn thua kém người khác, ít nhất ta không biết diễn khổ nhục kế. Thẩm Diệu nghi hoặc, ngươi nói gì? Thôi bỏ đi." Tạ Cảnh Hành đứng lên, đến trước mặt Thẩm Diệu. Hắn rất cao khiến nàng thấy áp lực. Ngày thường hắn đối với nàng luôn ngả ngớn, làm áp lực kia bị hòa tan. Hôm nay bộc lộ ra ánh mắt lợi hại nên nàng thấy rất khác. "Ngươi nghĩ ta sẽ xử trí Minh An như thế nào?" Hắn ghé sát vào tai Thẩm Diệu, thấp giọng hỏi thẩm diệu theo bản năng lui về phía sau nhưng bả vai lại bị tạ cảnh hành đè lại vẻ mặt hắn rất kỳ quái giống như đang nhẫn nhịn điều gì bỗng nhiên hắn buông tay xoay người lạnh nhạt nói ngươi muốn thế nào sao lại hỏi ta không phải ngươi đã có quyết định rồi sao thẩm diệu nói chuyện này cho ngươi quyền quyết định nếu duệ vương ra tay có thể làm đến mức nào thẩm diệu âm thầm tính toán nếu ta nói ta muốn lấy mạng minh an, có thể gây nguy hiểm cho ngươi không? Tạ cảnh hành xoay người lại nhìn chằm chằm thẩm diệu rời nở nụ cười, hắn nói, nhà đầu thẩm ra, ta nhớ ngươi rất dành việc mua bán. Thẩm diệu sững sờ, đã lâu rồi tạ cảnh hành không gọi nàng là nhà đầu thẩm ra, hắn vừa gọi đã làm nàng nhớ đến khoảng thời gian hai năm trước khi đôi bên vừa gặp gỡ. Khi đó cả hai đều kiêng kỵ đề phòng đối phương, nghĩ rằng cả đời cũng không qua lại, không ngờ chỉ sau hai năm bọn họ có thể cùng nhau thảo luận việc giết người nhân sinh quả là kỳ diệu tạ cảnh hành hỏi lại ngươi thật sự muốn giết nàng thẩm diệu kiện định nói nàng và anh em tạ ra hợp mưu bắt ta muốn bán vào kỹ viện khiến ta sống không bằng chết lại âm thầm gái bẫy đại ca ta đâu phải thánh nhân cũng không phải dạng người lấy ơn báo oán so với những gì nàng đã làm ta chỉ cần mạng nàng đã rất nhân từ nha đầu độc ác. Tạ cảnh hành ung dung nhìn thẩm diệu, giống như nàng vừa nói về sinh mạng ngọn cây cọng cỏ chứ không phải nói về một vị công chúa. Hắn cười, nhưng mà, vì sao ta phải giúp ngươi? Thẩm diệu ngớ người. Thường nghe phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt tính cách sẽ trở nên nắng mưa thất thường. Thái độ tạ cảnh hành như vậy làm thẩm diệu hoài nghi chẳng lẽ hắn cũng đến kỳ. Nàng không hiểu tại sao hôm nay hắn lại như vậy. Mới mấy ngày trước hắn còn hào hứng giúp nàng việc này việc nọ, muốn nàng trở thành đồng minh, hiện tại nàng có chuyện nhờ cậy, hắn lại làm cao. Dù có là lão hồ ly mấy chục năm chìm nỗi trốn quan trường cũng không khó nắm bắt như hắn. Nàng nói, người nói chúng ta là đồng minh, thay đồng minh ra mặt không phải là chuyện rất hợp lý à? Thẩm diệu xem như đã nhìn ra, tạ cảnh hành là một người không theo lẽ thường. Bùi lang từng dạy phó tu nghi thuật chế ngự, nếu gặp thần tử có tính cách cổ quái không biết xấu hổ thì ngươi càng phải mặt dày hơn hắn không biết xấu hổ hơn hắn thì mới thành công nàng dùng cách này đối phó tạ cảnh hành tạ cảnh hành không ngờ thầm diệu lại đáp như vậy thấp giọng nói tuy nói như thế nhưng ta không chỉ cứu ngươi thay ngươi giết kẻ bắt cóc giờ lại đi ám sát công chúa một nước đồng minh thì hai bên phải cùng có lợi đằng này ngươi không làm gì cả chỉ có vợ chồng mới giúp nhau vô điều kiện hay ngươi đừng xem ta là đồng minh nữa xem ta là phu quân đi thẩm diệu tức đến khó thở nàng cười lạnh nói duệ vương điện hạ kim tôn ngọc quý không muốn giúp cũng không sao ta không cưỡng cầu việc của minh an cứ để ta tự nghĩ cách cách gì tạ cảnh hành thản nhiên nói cầu cứu biểu ca của ngươi à thẩm diệu việc này là lăng ca có liên hệ gì tạ cảnh hành nói ngươi gấp cái gì ta nói không giúp bao giờ nghĩ tình đồng minh ta tiện tay giúp ngươi vậy nhưng ngươi cũng phải đền ơn ta chứ thẩm diệu căm tức nhìn hắn nhất thời ta chưa nghĩ ra cần gì tạ cảnh hành nhướng mày thở dài nói thôi thì ngươi cứ làm trước hai phần điểm tâm đi ta sợ đói bụng trong lúc đi ám sát thẩm diệu đứng hình tạ cảnh hành đi được một lúc lâu thầm rượu mới trở lại giường, nhưng không hề buồn ngủ. Nàng không biết hắn sẽ dùng cách nào ám sát Minh An, vậy mà trong lòng lại rất yên tâm, nàng thừa biết năng lực tạ cảnh hành, có thể nói hắn mánh khóe thông thiên, có thể sử dụng cả hai thân phận để ngay ngang lắc lư trước mặt vua Văn Huệ thì chuyện lấy mạng một công chúa cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, tâm tình hắn hôm nay quả thật không tốt, vui giận bất thường. Định kinh mấy ngày nay lại có tuyết rơi, các tiểu thư phu nhân yểu điệu của kinh thành sợ đường trơn nên ít khi ra ngoài. Nếu bắt buộc phải đi cũng che chắn cẩn thận, mang theo lò sưởi tay để tránh bị phong hàn. Mặt hồ vạn lễ kết thành băng, muốn câu cá phải đục một lỗ lớn. Chỉ qua một đêm, từng cành cây ngọn cỏ đọng đầy tuyết thành những pho tượng xinh đẹp với muôn hình vạn trạng, vẻ đẹp của thiên nhiên được phô bày giữa đất trời. Thời tiết này chỉ cần để một bát nước ngoài cửa sáng ra sẽ đông cứng thành băng, tràn cả ra miệng bát. Tại phủ Duệ Vương, sáng sớm quý vũ thư vừa ra khỏi phòng đã ngã sấp mặt, hắn chữa ngược bằng cách la hét hạ nhân dọn tuyết không sạch, hại hắn bị té. Từ khi tạ cảnh hành vào đường diễn khánh trú ngủ, quý vũ thư cũng theo vào để tiện trêu chọc tiểu bạch hồ, chỉ khi có việc hắn mới về hiệu cầm đồ phong tiên trao đổi với hồng lăng. Nhìn thấy tạ cảnh hành từ trong viện bước ra, hắn gọi lớn, tam ca. Tạ cảnh hành mặc kệ hắn, hổ con nhảy khỏi cái ôm ấp của quý vũ thư, chạy đến bên chân tạ cảnh hành. Cao Dương cũng từ một hướng khác đi tới, tối qua hắn không hồi cung mà tá túc ở đây. Người định đến thẩm trạch xem bệnh cho la tiểu thư à? Quý vũ thư quay sang hỏi hắn. Nhắc tới việc này Cao Dương thấy đau đầu, hắn chữa bệnh cho rất nhiều người từ hoàng đế cho đến tiểu thư nhà quan, không có ai như la đàm rõ ràng mấy ngày trước suy yếu sắp chết sinh tử chỉ trong đường tơ kẻ tóc vậy mà mới qua vài hôm nàng đã ra sân tập võ lý do là sau khi gặp chuyện nàng đã thức tỉnh chỉ có khổ công luyện tập mới bảo vệ được người thân nàng không nhìn lại bản thân hiện giờ ép buộc như vậy miệng vết thương sao có thể mau lành mà không lành nàng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi ngươi có phải đại phu trong cung không đó còn không bằng học đồ trong y quán ở thành tiểu xuân người kia vừa ra tay thì ngày hôm sau bệnh nhân đã có thể lên núi đốn củi. Không ngờ nàng lại đem kẻ học việc ra so sánh với hắn, vết thương của nàng đâu phải bình thường, đó là vết thương chí mạng chứ có phải đứt tay chảy máu đâu. Lần đầu tiên hắn gặp một bệnh nhân không có ý thức như vậy, lại còn không biết tôn trọng thầy thuốc, Cao Dương cảm thấy, nếu hắn không giúp nàng lén đến phủ Duệ vương, có khi nàng đã leo lên đầu hắn tiểu tiện luôn rồi. Thấy Cao Dương sầu muộn như vậy, Quý Vũ Thư thúc vào ngực hắn, giữa ban ngày ban mặt phát ngốc gì thể, chữa bệnh cho người khác đến nỗi bản thân choáng đầu luôn à? Cao Dương hoàn hồn, liếc xéo Quý Vũ Thư, người nghĩ ai cũng như người chắc. Tạ Cảnh Hành đột nhiên mở miệng hỏi, la lăng sao rồi? Cao Dương sửng sốt, sao bỗng nhiên Tạ Cảnh Hành hỏi đến la lăng? Vết thương của hắn không nguy hiểm đến tính mạng, tay thì sao? Tay cao dương nói tay phải của hắn coi như bị phế rồi tạ cảnh hành nhìn cao dương hỏi ngươi thì không thể chữa khỏi tay hắn tuy y thuật của ta cao nhưng cũng không phải thần y tay hắn tổn thương gân cốt lại chồng lên vết thương cũ dù là thần tiên cũng khó cứu mà sao ngươi lại quan tâm hắn dù ngươi đối tốt với thẩm gia nhưng không lẽ muốn quan tâm cả dòng họ nội ngoại người ta cao dương không thể tin ta nhớ ngươi ghét qua lại với người khác lắm mà. Tạ cảnh hành nhớ mày, ai quan tâm hắn? Vậy ngươi hỏi thương tích của hắn làm gì? Cao Dương nghi hoặc. Cái này ta biết. Quý Vũ Thư bị lãng quên nãy giờ cuối cùng chen được một câu. Hắn đắc ý vốt cằm, làm ra vẻ bí hiểm. Là thiếu gia vì thẩm ngũ tiểu thư mới bị thương. Nếu hắn vẫn không khỏe lên được thì trong lòng thẩm ngũ tiểu thư sẽ tự trách. Tam ca và nàng giao tình sâu đậm, không muốn nàng buồn. Có phải không tam ca, ta nói đúng chứ? Tạ cảnh hành mắt lạnh nhìn hắn, quý vũ thư sờ mũi, nhỏ giọng nói, ta thấy rất có đạo lý mà. Cao Dương nghe quý vũ thư nói cũng tinh tế suy nghĩ, một lúc sau hắn giật mình nhìn tạ cảnh hành, khó hiểu, nếu vậy thì la lăng bị thương cũng là chuyện tốt, tay hắn thế này thì thua kém ngươi rồi. Nực cười, tạ cảnh hành giận quá hóa cười cho dù hắn mọc thêm một cánh tay, so với bổn vương vẫn phải thua kém. Quý Vũ Thư và Cao Dương đồng loạt giữ người, bọn họ nói cái gì sao? Tạ cảnh hành có vẻ tức giận hơn lúc nãy nữa. Quý Vũ Thư trần an cơn thịnh nộ của tạ cảnh hành, thì đó, không nhìn xem tam ca của chúng ta là ai, là duệ vương của đại lương, đệ đệ ruột thịt của hoàng đế, trong thiên hạ ai dám xem thường ngươi người họ la kia bất quá chỉ là một thiếu gia nhà quan trốn biên thùy, nếu về đại lương cũng là một chức vụ tép diêu, huống hồ bây giờ tay hắn còn bị thương, làm sao so sánh với tam ca được. Quý vũ thư nịnh nọt tạ cảnh hành đã thành quen, nói một câu dài mà không hề vấp. So sánh bồn vương với một kẻ không thể tự bảo vệ bản thân, quý vũ thư, ngươi muốn về quê dưỡng lão rồi đúng không? Giọng nói tạ cảnh hành càng lúc càng lạnh lẽo quý vũ thư muốn vỗ mông ngựa ai ngờ bị ngựa đá hắn phải làm sao mới tốt đây lương tâm cao dương trỗi dậy hắn vội di rời câu chuyện thi thể tạ trường triều ở tháp canh phải xử lý thôi thẩm diệu đã về thẩm trạch tiếp theo chúng ta nên làm gì tạ trường triều đã chết chuyện thẩm diệu được công chúa vinh tín đưa về tận nhà bình an cả thành đều biết sự tình lần này tuy kinh động lớn nhưng kết thúc đơn giản tin đồn cũng dần lắng xuống nhưng những người tham dự vào sao có thể dễ quên, nhất là Tạ Trường Võ. Tạ Trường Triều mất tích, làm hắn như đứng đống lửa ngồi đống than. Thẩm Diệu bị bắt cóc thì lại lành lặn trở về, Tạ Trường Võ nghe tin sẽ nghĩ gì? Tạ Cảnh Hành nhếch môi, nói, "Tiếp theo, tất nhiên là tính sổ." Cao Dương nhìn Tạ Cảnh Hành thử dò xét, "Ngươi, ngay cả công chúa Minh An cũng muốn đối phó sao? Nếu không thì thế nào?" tạ cảnh hành điềm miên đáp nước tần không biết cách nuôi chó để nó phát điên chạy khắp nơi cắn người chó điên như vậy bị bắt giết cũng không thể trách ta được cao dương có vẻ trần trừ tuy nói như thế nhưng trước khi lên đường bệ hạ đã dặn không được hành động thiếu suy nghĩ bệ hạ còn chưa muốn động vào nước tần nếu hạ sát minh an hoàng phủ hạo tất sẽ tra xét hắn mà điều tra được do đại lương ra tay chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức ai bảo dùng người đại lương tạ cảnh hành cười khẽ người của ta là đủ cao dương sửng sốt một lúc rồi nói vì sao ngươi nhất định phải giết minh an chỉ cần dạy nàng một bài học nếm mùi đau khổ là được cần gì lấy mạng con chó điên này làm ta bực mình ánh mắt tạ cảnh hành trầm xuống bổn vương muốn lấy mạng kẻ nào thì lấy không cần phải báo cáo với ngươi nói xong hắn ôm tiểu bạch hổ xoay người đi ra ngoài chỉ để lại một bóng lưng quý vũ thư cau mày nói tam ca đến kỳ nguyệt sự à sao lại giận hờn vô cớ như thế hay ngươi chọc ghẹo hắn ta đâu có rảnh rỗi như ngươi cao dương nói ta còn muốn sống lâu một chút xem ra lần này tạ trường võ và công chúa minh an gặp phải đại nạn rồi tính ra tạ trường chiều vậy mà có phước một nhát chết tươi ra đi rất là sảng khoái a à. không sai cao dương hiếm hoi tán đồng quý vũ thư phủ lâm an hầu ở định kinh so với sự rực rỡ lộng lẫy hai năm trước thì hiện giờ có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều khách khứa đến thăm hỏi ngày càng thưa thớt việc này cũng thuận theo tự nhiên từ ngày tạ cảnh hành mất tạ đỉnh không còn hứng thú với việc triều đình tạ phủ trâm anh thế việt dưới thời tiên hoàng dần dần mất đi khí thế thế hệ sau không có nhân tài chống đỡ tạ gia hiện giờ chỉ còn lại hai thứ tử Tuy không thể sánh bằng Tạ Cảnh Hành nhưng cũng được xem là có tài, nhưng vì là con vợ kế nên không thể phát huy hết khả năng, thật làm người ta thương tiếc. Phương thị đang gấp xiêm áo cho Tạ Trường Võ, nàng đã gần 40 nhưng vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung xinh đẹp, khác với công chúa Ngọc Thanh cao quý hào phóng, nàng là kiểu phụ nữ giang nam điển hình, cơ thể nhỏ nhắn, nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, làm người nghe cảm thấy thư giãn. Mềm mại phong tình như vậy, khó trách trước đây tạ đỉnh đã có kiểu thê vẫn siêu lòng leo lên giường nàng ta. Phương Thị nói, đây là vải mới năm nay, ta làm cho huynh đệ các ngươi vài bộ mùa đông, kinh thành càng lúc càng lạnh, các ngươi đi lại bên ngoài cả ngày, mặc nó vào có thể tránh bị phong hàn. Tạ trường võ đưa tay tiếp nhận, cảm ơn nương, nhưng lại mất tập trung. Quần áo đệ đệ ngươi cũng ở đây, ngươi nói hắn ra ngoài săn thú, sao mãi chưa thấy trở về. Phương Thị hờn giận, trường chiều trước giờ muốn vào lại bộ. Hôm qua nghe hầu ra nói muốn đưa hắn đến đó nói chuyện. Ai ngờ hắn đi biệt mấy ngày nay, bỏ lỡ cơ hội. Nàng thở dài, lâu nay hắn vẫn hăng hái tiến tới. Sao bây giờ lại nỗi hứng ham chơi như vậy? Tạ trường võ miễn cưỡng cười nói, tam đệ. Chắc cũng không phải ham chơi, thời tiết lạnh như vậy, săn thú xong cũng không tiện rời núi. Vài hôm nữa về lại nhờ phụ thân ra mặt một chuyến là được. Nghe vậy, Phương Thị hốt hoảng, trời đổ tuyết lớn, có khi nào núi bị cô lập, trường chiều gặp nguy hiểm rồi không? Sao có thể? Tạ trường võ cười nói, người đi theo hắn rất nhiều, đều là người có kinh nghiệm phong phú, nương yên tâm đi. Phương Thị yên lòng, kéo tay tạ trường võ nói, dù nương cẩn thận hầu hạ, nhưng hầu ra không quá nhiệt tình. Nương chỉ có thể trông cậy vào hai đứa. Trước đây có tạ cảnh hành đè nặng, hai anh em ngươi bị uất ức, trong lòng nương rất khổ sở nhưng vẫn phải chịu đựng, cũng may ông trời có mắt, bắt hắn đi rồi, trong phủ hiện giờ không còn ai ngáng đường các ngươi. Anh em ngươi phải không ngừng cố gắng, tranh cho nương phong hào cáo mệnh phu nhân, để hầu ra coi trọng nâng lên làm chính thê, thoát được thân phận thứ tử thì hầu phủ này là giang sơn của anh em các ngươi, lúc đó chúng ta sẽ giẫm nát những kẻ từng coi thường mẹ con ta dưới lòng bàn chân. Tạ trường võ nói, Nương yên tâm, ông trời bắt Tạ Cảnh Hành đi sớm nghĩa là đang đứng về phía chúng ta, rồi sẽ có một ngày phủ Lâm An hầu do mẹ con chúng ta định đoạt. Phương thị gật đầu. Tạ Trường võ về phòng, phiền não đi qua đi lại. Những lời vừa rồi là để trấn an Phương thị, nàng không hề nghi ngờ, dù tính cách kín đáo cẩn thận thì cũng chỉ là một người phụ nữ ở hậu trạch. Nhưng Tạ đỉnh thì khác, mấy ngày nay Tạ đỉnh liên tục dặn hỏi tung tích Tạ Trường Triều nếu tạ trường chiều biến mất một mình thì hắn cũng không lo lắng, đằng này lại mất tích cùng lúc với thẩm diệu, nghĩ đến đây trong lòng tạ trường võ run sợ. Mật thất đó chỉ có hai anh em họ biết, nếu tạ trường chiều chủ động mang thẩm diệu ra ngoài, tức là đã tìm được biện pháp đẩy thẩm diệu đến kỹ viện, hắn chỉ cần ngồi chờ tin tức, nhưng chờ đến chờ đi, cuối cùng chờ được tin thẩm diệu đã được công chúa Vinh Tín cứu về. Thẩm diệu được cứu, vậy tạ trường chiều đi đâu? Nếu bọn họ cứu được Thẩm Diệu từ trong mật thất thì lý nào không có dấu hiệu đánh nhau, hay trong lúc Tạ Trường Triều đưa Thẩm Diệu đi mới bị người phát hiện. Tạ Trường Võ rơi vào vòng suy nghĩ lần quần, dù sao sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhưng hắn cử rất nhiều người đi điều tra vẫn không tìm được tung tích Tạ Trường Võ. Công chúa Minh An nghe tin Thẩm Diệu trở về thì nổi cơn thịnh nộ, sai người tìm Tạ Trường Võ hỏi nguyên cớ, hắn tìm lý do trần an, nhưng giấy không thể gói được lửa. Thời gian dài minh an sẽ bùng nổ. Hắn nóng nảy đến độ miệng nỗi mụn nước, mặc thêm áo khoát định tiếp tục ra ngoài tìm tạ trường chiều thì nhìn thấy một phong thư trên bàn. Tạ trường võ trước giờ không cho hạ nhân vào phòng riêng của hắn, hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không tìm được gì nên mở thư ra xem. Là nét chữ quen thuộc của tạ trường chiều. Tạ trường chiều viết, hắn vốn muốn mang thẩm rượu ra ngoài tìm kỹ viện, không ngờ giữa đường gặp quan binh bất đắc dĩ phải ẩn thân trong một hộ dân gần hồ vạn lễ. Tin tức thẩm diệu về thẩm trạch là do công chúa Vinh Tín và thẩm tín hợp mưu tung ra, để người bắt cóc lộ sơ hở, thế nên tạ trường chiều không dám lộ mặt. Mà trước mắt công chúa Minh An liên tục hối thúc, cứ chần chờ cũng không phải là cách hay, chi bằng giờ tí đêm nay, bán thẩm diệu ngay tại hồ vạn lễ, gọi công chúa Minh An tới chứng kiến cảnh thẩm diệu bị làm nhục, đền bù lại khoảng thời gian chờ đợi trước đây. Tạ trường võ xem xong lá thư, tin tưởng tám phần. Thứ nhất, đúng là có tin tức thẩm diệu về thẩm trạch, nhưng sau đó nàng ta chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, không có ai tận mắt chứng kiến thẩm diệu trở về. Tại sao thẩm tín không để nàng lộ mặt trấn áp tin đồn, phải chăng sự thật là vẫn chưa tìm thấy thẩm diệu? Thứ hai mới quan trọng nhất, chữ viết kia rõ ràng là của tạ trường triều, thậm chí có cả ký hiệu nhận biết riêng của huynh đệ bọn họ mặc dù đã gia nhập quan trường hai anh em rất ít khi tự mình đề bút đừng nói đến chuyện người khác giả mạo chữ viết của họ trên đời này chỉ có một người có khả năng mạo chữ tạ trường triều đó là tạ cảnh hành bởi lúc nhỏ khi luyện chữ trong phủ có rất nhiều bút tích bỏ đi nhưng tạ cảnh hành đã chết trận xương cốt cũng không còn thì chuyện mạo danh là bất khả thi tạ trường võ ngẫm nghĩ một lúc đi đến trước bàn trải giấy viết thư Chương 157: Hoa thơm tặng giai nhân. Đường Diễn Khánh, phủ thái tử nước Tần, trang trí hết sức xa hoa nhưng vẫn kém nhiều so với phủ Duệ Vương. Công chúa Minh An ngồi trong phòng, trước mặt bày đủ loại điểm tâm tinh xảo. Tuy vậy, tâm tình nàng không tốt chút nào, mấy nha hoàn tiến vào hầu hạ đều bị nàng mắng xối xả. "Bên chỗ Tạ Trường Võ còn chưa có tin tức sao?" Công chúa hỏi thủ hạ. Người nọ lắc lắc đầu. Dầm, Minh An ném mạnh chung trà xuống đất, tức giận nói, ăn hại. Người chung quanh đã quen với tính tình công chúa Minh An, ai nấy không dám thở mạnh. Minh An bực bội trong người, bước ra ngoài cho thoáng khí. Huynh đệ tạ ra không biết làm ăn kiểu gì, rõ ràng đã bắt được thẩm diệu nhưng lại chậm chạp không chịu động thủ, cuối cùng để thẩm diệu được cứu. Lúc nghe tin, nàng tức muốn nổ phổi, lập tức truyền gọi huynh đệ tạ ra, muốn chút hết tức giận lên người bọn họ. Nhưng tạ trường võ gửi thư nói hắn đã có sắp xếp, nàng thì phải dè trường hoàng phủ hạo phát hiện nên cứ thế kéo dài, chờ tin tức tạ trường võ. Vậy mà đến nay hắn vẫn im hơi lặng tiếng, Minh An cảm thấy sắp bùng nổ tới nơi. Nàng muốn trừng phạt huynh đệ tạ ra, trên đời này chưa có kẻ nào nàng giao việc làm không thành mà có thể sống yên ổn đang định truyền gọi bọn họ đến thì hạ nhân chạy lại, vụng trộm đưa cho nàng một phong thư, công chúa, nhị thiếu gia nhà họ tạ đưa tới. Minh An ngẩn ra, không ngờ tạ trường võ dám chủ động tìm tới nàng, vội mở thư ra xem, càng xem sắc mặt nàng càng dạng dỡ, vội nói với cung nữ, đi, thay cho bổn cung bộ trang phục xinh đẹp nhất, lấy toàn bộ trang sức ra, bổn chung muốn chọn lựa một phen. Cung nữ xung quanh nghi hoặc, nhiều ngày nay công chúa không ra ngoài, ăn mặc lộng lẫy cho ai xem. Tuy rằng nghi hoặc nhưng không ai dám trêu chọc Minh An, tất cả đều ngoan ngoãn nghe lệnh. Ngày mùa đông trôi mau, màn đêm buông xuống, tuyết rơi lớn, từng bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả khắp đất trời. Canh phu gõ mõ vội vàng gõ mấy cái rồi lẫn vào góc tối, định kinh lại chìm trong yên lặng. Giờ tí, tại hồ vạn lễ, từng ngọn gió rít lên như những mũi đao bén nhọn tửu lầu ven đường vẫn còn sáng đèn nhưng cửa sổ đóng chặt vì các cô nương sợ gió thổi đến làm lạnh rượu ngon những chiếc thuyền hoa im lìm trên mặt hồ đông cứng hết sức tiêu điều trên một chiếc thuyền giữa hồ tạ trường võ ngồi trà sát hai tay trong sự bất an lòng hắn có quỷ nên cảm thấy hồi hộp hắn quên mang theo lò sưởi tay nhưng lại không dám đốt lửa sưởi ấm tê tê rang phục của hắn rất dày nhưng càng tới gần nguồn nước thì không khí càng ẩm, hơn nữa thuyền hoa đã nhiều ngày không có người, từng ngọn gió lùa vào lạnh muốn thấu xương. Tạ Trường Võ nhìn ra bên ngoài, giờ này vẫn chưa thấy ai, hắn vô cùng lo lắng. Trong thư Tạ Trường Triều nói rõ, sẽ để công chúa Minh An tận mắt nhìn thấy Thẩm Diệu bị làm nhục. Hiện tại người của Thẩm Tín âm thầm tìm kiếm khắp nơi, chỉ có trên hồ Vạn Lễ khá an toàn vì ngày đông không người lui tới quán rượu gần nhất đã đóng chặt cửa không ai chú ý động tĩnh trên hồ thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều ủng hộ bọn họ trong lòng tạ trường võ băn khoăn nhưng hắn không có biện pháp nào tốt hơn tạ trường triều đã sắp xếp chu toàn mọi chuyện hắn chỉ có thể làm theo càng gần đến giờ hẹn hắn càng bất an lo lắng bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động tạ trường võ vui sướng vén dèm nhìn ra ngoài có người đến trên lưng còn cõng thêm một người tạ trường võ đoán là tạ trường triều mang thẩm rượu đến đây hắn bước đến mũi thuyền đón tiếp người tới càng gần tạ trường võ thấy càng lạ lẫm người kia cao lớn hơn tạ trường triều hắn định lui vào khoang thuyền thì thấy người kia châm lửa thắp một ngọn đèn nhỏ một giọng nói quen thuộc vang lên tạ trường võ người định làm chuyện quái quỷ gì vậy tạ trường võ kinh ngạc nhìn công chúa minh an vừa được ám vệ đỡ xuống Tạ trường võ hẹn nàng vào giờ tí, tại thuyền hoa trên hồ vạn lễ, sợ kinh động hoàng phủ hạo nên Minh An chỉ có thể mang theo vài ám vệ bên người. Nước tần bốn mùa nhiệt đới, không bút giá như ở Minh Tề, nàng bị đông lạnh đến nỗi toàn thân tê cứng, địa điểm gặp gỡ lại là trên thuyền nên nàng chỉ có thể để một ám vệ cõng nàng đến đây. Thân là công chúa cành vàng lá ngọc, Minh An chưa từng chịu cực khổ, nếu không phải muốn tận mắt nhìn thầm diệu sống không bằng chết thì nàng cũng không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi như vậy vừa đến nơi nhìn thấy tạ trường võ bao nhiêu tức giận bực bội nàng đều trút ra hết tạ trường võ hỏi sao công chúa điện hạ lại đến đây tạ trường võ người điên rồi sao công chúa minh an tức giận nói không phải người đưa tin bảo bổn cung đến xem trò hề của thầm diệu ư giờ lại mê sảng gì đó tạ trường võ sững sờ tuy rằng trong thư tạ trường triều có nhắc đến việc mời công chúa minh an đến thưởng thức một màn này làm nàng nguôi giận nhưng tính tình tạ trường võ vốn cẩn thận chuyện không nắm chắc mười phần hắn sẽ không làm nếu mời minh an đến mà việc bất thành chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa vì thế hắn không mời nhưng hiện giờ minh an lại xuất hiện ở nơi này lại nói hắn là người mời nàng đến trong lòng tạ trường võ vô cùng lo sợ Minh An thấy tạ trường võ nghi hoặc, càng thêm bực bội, nói, tạ trường võ, ngươi muốn trêu đùa bổn cung phải không? Thần không dám, trời lạnh nhưng mồ hôi trên trán tạ trường võ dịn ra từng giọt, hắn nói, chỉ là thần không hề gửi thư cho người. Minh An dẫy lên, nói, ngươi không gửi thì ai gửi, nếu ngươi nói thế vậy giải thích xem tại sao ngươi có mặt ở đây. Ngươi định ra tay với thẩm diệu, cớ gì không báo với bổn cung. Tạ trường võ nghẹn lời, sự việc kia chỉ có hắn và tạ trường chiều biết rõ, hắn không gửi thư, chẳng lẽ là tạ trường chiều làm. Hắn đành nói, không phải thần có ý dối gạt công chúa điện hạ, chỉ là thầm diệu hiện tại nằm trong tay xá đệ, thần cũng đang chờ hắn đến đây. Minh An nhíu mày, ngươi nói tạ trường chiều, huynh đệ các ngươi không đi cùng nhau à? Tạ trường võ không dám nói chuyện tạ trường chiều đã mất tích, chỉ hàm hồ nói, sợ bị người khác hoài nghi, huynh đệ ta tách ra hành động. Minh An tin lời, vội hỏi, như người nói, tin đồn thầm diệu đã trở về thầm trạch chỉ là một âm mưu. Tạ trường võ giật mình, đáp, đúng vậy. Kỳ thật tạ trường võ cũng có phần hoài nghi. Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể tin tưởng tạ trường chiều. Nét chữ trong thư và ám hiệu giữa hai người, không có kẻ thứ ba biết được. Minh An trà sát tay, lạnh đến run lập cập, Quát Tạ Trường Võ, rốt cuộc khi nào đệ đệ ngươi mới đến? Tạ Trường Võ khổ không nói nên lời, hắn hẹn giờ tí. Minh An quay qua hỏi thị vệ, hiện tại là giờ gì rồi? Thị vệ đáp, sắp giờ tí. Bên ngoài gió tuyết thổi vù vù, nhìn bầu trời tối đen như mực, Tạ Trường Võ hết sức bất an, tim đập càng lúc càng nhanh, trực giác nói với hắn nguy hiểm đang đến gần. Hắn thử dò xét Minh An, hay là công chúa về trước nếu có tin gì sáng sớm ngày mai ta sẽ báo cho ngươi biết ngươi đang đùa với bổn cung mà minh an giận tím mặt bổn cung đã thân chinh đến giờ ngươi bảo ta trở về ngươi muốn bị chém đầu đúng không thấy minh an ương ngạnh tạ trường võ chỉ biết cười khổ không nhắc lại nữa bỗng bên ngoài có tiếng bước chân sắc mặt minh an trở nên vui vẻ nói đến rồi Hai người bước đến đầu thuyền, trên mặt hồ đã kết băng xuất hiện một hàng người áo đen, không nhìn rõ bộ dạng, mỗi người trong bọn họ chỉ để lộ đôi mắt của chính mình. Sắc mặt Minh An hòa hoãn, nhìn thoáng qua hơn 10 người trước mặt, nói: "Ẩn nấp rất kỹ a, à, Thẩm Diệu đâu?" Những người áo đen này đều là nam tử, không nhìn thấy Thẩm Diệu, Minh An quay qua hỏi Tạ Trường Võ: "Tạ Trường chiều đâu?" Xảy ra chuyện gì? Tạ trường võ nhìn những người áo đen đằng đằng sát khí, toàn thân lạnh toát. Hắn không thấy tạ trường chiều, theo bản năng muốn trốn, nhưng nơi này là giữa hồ, bốn phía trống trãi biết trốn vào đâu, hắn đánh bạo quát lớn, các ngươi là ai? Những kẻ áo đen không nói gì, chỉ im lặng tiếp cận. Công chúa Minh An liên tục chất vấn, bọn họ không phải là người của tạ trường chiều. Tạ trường võ phát hoảng, chỉ có thể thành thật nói, không phải, không thấy tam đệ minh an nhìn những người áo đen quát to gan thấy bổn cung còn không quỳ xuống thế nhưng bọn người này giống như kẻ điếc thị vệ bên cạnh minh an rút đao vọt vào đám người áo đen chém giết minh an lúc này mới biết có nguy hiểm vội nhìn về phía ngoài hét lên ám vệ ám vệ đâu hết rồi thời điểm lên thuyền để bảo mật minh an đã cho ám vệ đứng bên ngoài đợi nhưng động tĩnh lớn thế này sao bọn họ còn chưa tới cứu viện. Cũng như Minh An, tạ trường võ vô cùng bối rối, vì đề phòng bất chắc hắn cũng bố trí người ở bên ngoài, nhưng hiện giờ lại không thấy bất kỳ người nào chạy tới, người đi đâu hết rồi. Thị vệ duy nhất của Minh An lúc này đã bị đánh gục, trong ánh đèn leo lét, có thể nhìn thấy ít hầu hắn bị cắt một đường, máu phun ra, một đao chí mạng. Mặt hồ vạn lễ giá bút như dao cắt, nhưng mồ hôi lạnh của minh an và tạ trường võ vẫn chảy ròng ròng minh an áp chế sợ hãi trong lòng nói các ngươi là ai bổn cung là công chúa nước tần lúc này nếu rút lui bổn cung sẽ tha cho mạng chó của các ngươi bỏ qua mọi chuyện nếu không đi sau này sẽ nhận lấy lửa giận của thái tử ca ca của ta tạ trường võ nghe vậy tức muốn nổ phổi không ngờ minh an ngu xuẩn như vậy tự khai ra thân phận của mình phải biết bọn người này gài bẫy hắn và minh an tới đây tất nhiên đã có chuẩn bị biết rõ gốc rễ hai người lúc này hắn có thể làm gì không thể gào lên kêu cứu giữa đêm khuya chưa chắc đã có người nghe còn nếu nghe được thì thế nào hắn là thần tử minh tề nửa đêm lại cùng công chúa ngoại bang câu kết tình ngay lý gian tội phản quốc bất cứ lúc nào cũng có thể chụp xuống đầu hắn tiến thoái lưỡng nan cái chết đến gần Tạ trường võ đột nhiên thanh tỉnh, hắn cười lạnh nói, mưu hại công chúa lân bang, tội này không nhẹ. Các ngươi nếu không sợ chết thì cứ tiến lên, đợi khi bị truy lùng khắp chân trời góc biển, các ngươi sẽ hiểu thế nào là sống không bằng chết. Nghe vậy Minh An thoáng thấy an ủi, hiện giờ nàng rất sợ, nhưng vẫn cố gắng cứng giọng. Không sai, thân phận của bổn cung không để các ngươi tùy ý vũ nhục, nếu hôm nay dám động đến ta, ngày sau hoàng thất nước tần nhất định nghiền nát các ngươi thành cho bụi. Vậy sao? Một giọng nam trầm vang lên giữa nhóm người áo đen. Người đến đều mặc áo đen, vừa rồi không nhìn rõ, hiện tại có một người bước lên phía trước, vóc người hắn rất cao, dù mặc cùng một loại trang phục nhưng không che được khí thế oai nghiêm, quý khí bức người. Ngươi là ai? Minh An tức giận nói, chẳng lẽ ngươi không biết bổn cung? Ta là công chúa nước tần, ta ra lệnh một tiếng có thể khiến các ngươi đầu rơi xuống đất nghe vậy người áo đen khựng lại rồi nhẹ nhàng cười rộ lên giọng cười đầy trào phúng sắc mặt minh an đỏ bừng nàng chưa bao giờ bị người khác khinh thường như vậy nàng cảm thấy giọng nói này rất quen dường như đã nghe ở đâu nàng hỏi ngươi cười cái gì cười ngươi không biết tự lượng sức mình ngươi minh an giận dữ công chúa nước tần thì đã sao chết đi chẳng phải chỉ là một đống xương trắng to gan minh an quát bổn vương to gan như vậy đấy ngươi làm gì được ta người nọ chậm rãi nói bổn vương công chúa minh an sửng sốt một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua trong đầu đúng là giọng nói làm người ta mê muội đúng là vẻ lạnh lùng khí thế làm người khác vừa kính sợ vừa muốn thân cận ngươi là duệ vương công chúa minh an thất thanh kêu lên duệ vương tạ trường võ ngẩng mạnh đầu nhìn lại hắn cũng thấy người áo đen này quen thuộc không ngờ lại là duệ vương của đại lương người áo đen im lặng ngầm thừa nhận tạ trường võ do dự hỏi duệ vương vì sao có mặt ở nơi này duệ vương và hắn không ân oán càng không có liên hệ gì với minh an vì sao lại xuất hiện ở đây tên đại lương này có mưu đồ gì Minh An nhận ra Duệ Vương thì không còn sợ hãi, ánh mắt trở nên dịu dàng, nhẹ giọng nói, điện hạ đêm khuya tới đây có việc gì thế? Tạ trường võ thầm mắng Minh An ngu muội, đối phương vừa ra tay đã giết chết hộ vệ của nàng, sao có thể có ý tốt? Duệ Vương không để ý đến Minh An mà nhìn tạ trường võ, nói, người có chuyện muốn hỏi bổn vương? Tạ trường võ miễn cưỡng cười nói, xin hỏi điện hạ, có gặp tam đệ của ta không? lá thư kia đúng là chữ viết tạ trường triều hôm nay người tới lại là duệ vương xem ra tạ trường triều lành ít dữ nhiều người áo đen cười có gặp hắn đã bị ta giết rồi minh an và tạ trường võ nghe vậy sửng sốt toàn thân phát run một lúc lâu sau tạ trường võ mới gian nan hỏi vì sao duệ vương phải giết tam đệ của ta hắn đụng vào người không nên đụng đụng ai tạ trường võ hoài nghi tự hỏi chẳng lẽ là thẩm diệu nhưng vì sao duệ vương lại ra mặt vì nàng duệ vương và thẩm trạch có quan hệ gì tạ trường võ cảm thấy mình sắp nắm bắt được bí mật kinh thiên nhưng lại không chắc chắn minh an ở một bên nghe chuyện rốt cuộc tỉnh táo nàng cảm nhận được nguy hiểm trong lòng nhảy nhót dò xét hỏi lại duệ vương điện hạ đến đây rốt cuộc có chuyện gì giọng nói dịu dàng như gió xuân lại cất lên nhưng nội dung lại làm người ta run rẩy cảnh đẹp như vậy làm nơi chôn thây cũng rất tốt a à? biết rõ ý đồ của đối phương bản thân lại rơi vào đường cùng tạ trường võ không kiềm được sợ hãi gào lên vì sao ngươi làm như vậy chúng ta không thù không oán tại sao ngươi lại muốn giết ta người áo đen cười mỉa không thù không oán ngươi đúng là quý nhân hay quên nhiều năm không gặp ngươi và đệ đệ ngu xuẩn của ngươi vẫn không hề tiến bộ. Nhưng lời này tạ trường võ thấy rất quen, hắn nhìn người áo đen từ từ hạ khăn bịt mặt, trong ánh lửa leo lét, gương mặt anh khí dạng ngời hiện ra. Mày mắt như họa, đôi môi lạnh bạc hàm chữ ý cười trào phúng, mang theo sự khinh miệt. Đó là ác mộng lớn nhất đời tạ trường võ, tạ cảnh hành. Công chúa Minh An đang trầm mê ngắm dung mạo duệ vương, nghe tiếng kêu của tạ trường võ thì giật mình tỉnh mộng tạ cảnh hành đó không phải là đại công tử của phủ lâm an hầu sao nghe nói hai năm trước đã chết trận xa trường làm người người tiếc hận làm khó ngươi còn nhớ đến ta tạ cảnh hành mỉm cười nụ cười âm trầm đáng sợ tạ trường võ xoay người bỏ chạy đó dường như là bản năng của con mồi khi đứng trước thợ săn hắn bị người của tạ cảnh hành đè lại nhét rẻ vào miệng, không thể la hét. Công chúa Minh An cũng chịu chung số phận. Hai người chơ mắt nhìn tạ cảnh hành quay đầu rời khỏi thuyền hoa. Trò chơi đã kết thúc. Thẩm Diệu bừng tỉnh từ giấc mộng. Không biết vì sao, tối nay nàng ngủ không yên. Nàng ngồi dậy day day mi tâm, đau đầu không ngủ lại được. Lò sưởi trong phòng hừng hực hơi nóng. Thẩm Diệu cảm thấy tức ngực nên khoát áo ngoài mở cửa sổ cho thoáng khí. Bên ngoài bóng cây đại thụ lắc lư, tuyết vẫn đang rơi, hơi lạnh thổi vào phòng, nàng vươn tay một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay rồi dần dần hòa tan. Một cảm giác cô quạnh lan tràn. Hoàn cảnh này làm nàng nhớ đến chuyện xưa, nàng nhớ Uyển Du và Phó Minh, trong lòng đau nhói. Một đóa hoa theo gió rơi xuống, vừa đúng lòng bàn tay nàng thẩm diệu kinh ngạc nhìn đóa hải đường đỏ thẫm trong tay. Mùa này sao lại có hoa hải đường, đại thụ bên cạnh cũng không phải cây hải đường nha. Nàng ngẩng đầu nhìn, trên tán cây, một người đang nằm dài, hai tay gối sau đầu khoan thai thích ý. Thấy nàng nhìn hắn nhướng mày hỏi, đang phát ngốc cái gì? Sao ngươi nằm ở đây? Không có việc gì tự dưng chạy đến ngủ trên cây nhà người ta, sở thích của Duệ Vương đúng là kỳ lạ hắn thở dài, nhảy từ trên cây xuống đứng trước mặt thẩm diệu, nhìn lòng bàn tay nàng bĩu môi nói, ngủ không được, mang hoa đến cho ngươi, lại sợ ngươi đang ngủ nên ngồi trên cây chờ ngươi tỉnh lại. Lý do kiểu gì vậy chứ, thẩm diệu liếc trắng mắt, nhìn thấy hắn tuy đang cười nói vui vẻ nhưng lại không có tinh thần. Ma xôi quỷ khiến thế nào nàng lại thốt ra, vào đi, trong phòng có điểm tâm. Phần này đến đây là hết rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy nhấn like và nút chuông để cập nhật các video mới nhanh nhất nhé